Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình Mai Quy xin giới thiệu một loại sản phẩm phân bón lá sinh học mà chiên để ra rễ. Thì cái sản phẩm này là mới các bạn. Vì sao nó mới thì một chút nữa Mai Quy sẽ giới thiệu các bạn ha. Nhưng mà đây là một sản phẩm đặc biệt của Tây Ban Nha các bạn, có nguồn gốc rõ ràng và đặc biệt là phân phối ở Việt Nam với công ty Ngân Anh ở quận 10, có địa chỉ, số điện thoại, email rõ ràng luôn. Thì đây là sản phẩm là chúng ta sử dụng cho tất cả các loại cây để muốn cho nó ra rễ, để mau nảy mầm. Đó. Thì trong đây nó ghi công dụng rõ ràng để chúng ta xem ha. Thì sản phẩm này chúng ta có thể là dăm chiếc cành, tưới gốc, phun qua lá, ngâm hạt giống. Còn liều dùng thì theo bao bì như mình đang quay video, các bạn có thể xem rất là rõ. Cái phần tưới gốc này chúng ta hay dùng tưới lan các bạn. Đó, hoặc là phun qua lá. Và về cái thành phần nó rất là đặc biệt, nó ra rễ, nó dựa theo những thành phần như là acid amino acid, và nó có hàm lượng đạm là 4, lân là 8, kali là 10. Tức hàm lượng lân chúng ta thấy nó cao đúng không các bạn? Lân cao nên nó sẽ ra rễ. Và nó có những cái chất poly 15% và những sắt, kẽm, bo ít thôi, cái đó là phụ gia. Đó. Thì cái poly này là 15% cũng rất là quyết định để cho nó ra rễ. Thì cái sản phẩm này là một sản phẩm sinh học các bạn. Nó dạng nước và nó chiên về làm rễ, và nó là một cái dạng công thức mới. Nó phối rất là nhiều chất với nhau để làm rễ. Và cái phần chất lượng thì nó là tiêu chuẩn châu Âu. Nó là của sản phẩm của bộ Tây Ban Nha thì nó cũng rất là tuyệt vời để chúng ta yên tâm để chúng ta sử dụng cái nguồn gốc của nó các bạn. Thì đây là một cái sản phẩm mà ra rễ mà chúng ta thường là chúng ta dùng cho hoa lan thì cũng rất là thích ra rễ đúng không các bạn. Còn cây kiểng thì nếu ra rễ tốt thì cây nó cũng khỏe mạnh. Thì Mai Quy hôm nay xin giới thiệu cái sản phẩm này để chúng ta về sử dụng. Đây là một dạng nước cũng sử dụng lành, dễ sử dụng. Các bạn về có thể sử dụng đại trà cho vườn lan, vườn kiểng chúng ta. Còn tất nhiên đây là sản phẩm mới thì chúng ta nên thử nghiệm trên những cây rẻ tiền để chúng ta yên tâm cho tưới cho những cây mắc tiền, chứ không nên về pha mà tưới cho cả vườn lớn chúng ta là không được các bạn ha. Thì nhiều lúc nó bị kết tủa hay phản ứng hóa học hay là không hợp với chúng ta, không hợp với vườn chúng ta thì nó gây ra nguy hiểm cả ngôi vườn thì không tốt. Thì sản phẩm mới là bao giờ cũng cần phải cẩn thận như vậy các bạn nhé. Sản phẩm cũng đang phân phối và bán tại trang web kho nông nghiệp.com, siêu thị hoa lan.com, có thể các bạn đặt hàng cho công ty mình. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin cảm ơn và xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.